Bà Ly không biết rằng Cha Eun chính là con gái ruột của mình. Sau khi biết được 10 năm trước Cha Eun là người đã bắt nạt con gái nuôi, bà nhớ lại dáng vẻ uất ức của Seo Ah, còn có cả biểu cảm không quan tâm của Cha Eun. Bà cảm thấy nhất định cô đã thiếu sự giáo dục của gia đình từ lúc còn nhỏ. Bây giờ bà vẫn chưa biết sự thật, nên bà đã cùng con gái nuôi lên kế hoạch mưu hại con gái ruột. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ rất lâu, chuyện này vẫn luôn khiến cho lương tâm bà cắn rứt. Thế là bà liền muốn trả lại vị trí thứ nhất trong cuộc thi thiết kế cho Cha Eun. Mẹ à, không phải mẹ đã nói có thể hiểu cho con rồi sao? Mẹ có thể hiểu được, nhưng bà Ly muốn Seo Ah phải có dũng cảm đối diện, nhất định phải thoát ra được nỗi ám ảnh mà Cha Eun gây ra. Sau khi nghe bà Ly nói Seo Ah sống chết cũng không chịu đồng ý, nhìn dáng vẻ lo lắng của Seo Ah, trong lòng bà Ly bắt đầu hoài nghi. Người bị bắt nạt rõ ràng là con gái nuôi Seo Ah của mình, nhưng tại sao cho đến bây giờ cô vẫn muốn chọn cách trốn tránh? Seo Ah muốn dựa vào sự cưng chiều của bà Ly đối với mình để cho qua chuyện, nhưng không ngờ lần này bà lại cương quyết như vậy. Sau đó bà đã gọi điện cho Cha Eun. Lúc này bà Ly vẫn chưa biết, 10 năm trước Seo Ah bị bắt nạt thực ra còn có ẩn tình trong đó. Sau khi nhận được điện thoại, Cha Eun liền đi tới công ty. Tuy nhiên cô lại nhìn thấy bóng dáng của Seo Ah ở trong công ty. Nhớ lại cảnh tượng 10 năm trước cô ta đã vu oan cho mình, bây giờ trong lòng cô vẫn luôn không thể bình tĩnh lại được. Sau đó cô đã lên mạng tra thông tin về Seo Ah, hóa ra cô ta chính là thiên kim tiểu thư của công ty này. Bây giờ cuối cùng cô cũng đã biết nguyên nhân vì sao công ty lại vu oan mình đạo nhái. Tuy nhiên Cha Eun không ngờ rằng sau khi cô đến văn phòng làm việc của bà Ly, bà ấy lại nói sẽ khôi phục lại vị trí thứ nhất cho cô. Còn nói rằng tất cả chuyện này là sự sơ suất của bên giám khảo. Thậm chí bà còn thay mặt công ty xin lỗi cô. Cha Eun biết rằng bà Ly nhất định là vì Seo Ah, nên cô đã cố chấp không bỏ qua. Cô muốn biết người hãm hại cô là Seo Ah có tham gia vào việc này không. Bà mẹ đối diện trước mặt rốt cuộc có biết được sự thật. Thế là Cha Eun liền nói ra chuyện mình là bạn học cấp 3 với Seo Ah cho bà biết. Bà Ly không ngờ Cha Eun lại quật cường như vậy, vậy nên bà cũng chỉ đành giả vờ không nhận ra cô. Hóa ra là người không biết. Nếu như bà thừa nhận rằng mình biết, vậy thì đồng nghĩa với việc bà ủng hộ Seo Ah nhúng tay vào chuyện lần này. Cha Eun hỏi bà Ly sau khi đã biết năm đó cô bắt nạt Seo Ah, tại sao lại còn muốn thuê mình làm nhân viên của công ty. Bà Ly liền nói tuy chuyện đó bây giờ bà vẫn nhớ rất rõ, nhưng vì là một người công tư phân minh nên bà tuyệt đối sẽ không cho hai chuyện này dính líu gì đến nhau. Bà Ly sợ Cha Eun hỏi tiếp nữa chuyện sẽ bị vỡ lở, vì vậy bà đã vội tìm một cái cớ rồi rời đi. Trước khi đi còn kêu Cha Eun hãy đi gặp Seo Ah. Tuy nhiên lúc này Seo Ah vô cùng sốt ruột, cô ta sợ mẹ nuôi sẽ nhắc lại chuyện năm xưa, càng sợ Cha Eun sẽ nói ra chuyện năm đó cô ấy bị vu oan. Sau đó hai người đã gặp lại nhau sau 10 năm. Khi gặp Cha Eun, Seo Ah cố tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã vô cùng hoảng sợ. Vốn tưởng rằng Cha Eun sẽ vì chuyện đạo nhái mà tranh luận với mình, không ngờ Cha Eun lại bày tỏ sự cảm ơn với cô. Hơn nữa còn nói Seo Ah đã giúp mình giải quyết được sự hoài nghi trong lòng. Cảm ơn cô, sau này còn phải nhờ giám đốc đây chiếu cố nhiều hơn. Cha Eun quyết định sau này sẽ đến công ty làm việc. Cô cũng không thể ngờ được rằng mình lại chính là con gái lớn của công ty này. Từ nay cô sẽ không cần đến công ty trang trí làm việc nữa. Nhưng cô lại gặp đồng nghiệp trong công ty trang trí ở nhà mình, với một hình thức rất đặc biệt. Đầu sắt, gấu không đuôi. Anh bị sao vậy? Thật là, anh mau tỉnh lại đi, tỉnh lại mau. Sao vậy, có chuyện gì vậy? Hóa ra mẹ nuôi của Cha Eun làm thêm cho một gia đình lớn. Căn biệt thự đó là hạng mục lắp đặt mà Chê Hy thầu. Anh không biết rằng bà Kim chính là mẹ nuôi của Cha Eun. Sau khi biết nhà bà Kim có chỗ để thuê, một người mê tài nấu nướng của bà Kim như anh lập tức chuyển sang đó. Nhưng lúc này Cha Eun vẫn chưa biết anh chàng Chê Hy không có nhà để về này thực ra lại là công tử nhà giàu có. Vì có mâu thuẫn với bố nên anh mới chuyển ra ngoài sống. Hơn nữa anh từ nhỏ đã quen biết với Seo Ah. Seo Ah vẫn luôn theo đuổi anh nhưng anh vẫn luôn coi cô là em gái. Tuy nhiên bây giờ anh lại sống cùng nhà với Cha Eun. Cha Eun đang chuẩn bị đến công ty của bà Ly làm việc, nên sẽ khó mà tránh được bị Seo Ah làm khó. Cha Eun vẫn chưa biết mình là thiên kim tiểu thư, nên cô đã đến công ty của nhà mình thực tập. Nhưng không ngờ rằng ngày đầu tiên đi làm Cha Eun đã gặp lại bà Ly. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cô không sao chứ, có bị thương không? Để tôi xem nào. Chủ tịch vẫn ổn chứ ạ, chủ tịch. Người không sao chứ? Chủ tịch tay của người. Seo Ah sau khi nhìn thấy bà Lee bị thương, vốn dĩ từ trước cô đã thấy Cha Eun rất gai mắt, vì vậy đã lập tức trách mắng cô một trận. Cha Eun chỉ đành xin lỗi cô ta, sau đó lại quay sang xin lỗi bà Lee hết lần này đến lần khác. Nhớ lại cảnh bà Lee rất quan tâm lo lắng cho Cha Eun lúc nãy, chuyện này đã khiến Seo Ah nảy sinh lòng đố kỵ. Sau khi xử lý xong vết thương cho bà Lee, Seo Ah còn tủi thân nói nếu như chuyện lúc nãy bị người khác nhìn thấy, người ta còn tưởng rằng bà với Cha Eun mới chính là mẹ con ruột. Đó là do mẹ mà. Chuyện lúc nãy cũng chỉ là phản ứng bản năng thôi. Seo Ah lại nói người không cùng huyết thống gì sao lại có bản năng được. Huống hồ đối phương lại là người bắt nạt cô lúc học cấp 3. Bà Lee thấy vậy liền khuyên Seo Ah hãy thoát khỏi nỗi ám ảnh đấy. Thân là chủ tịch công ty, bà cũng chỉ là quan tâm nhân viên công ty mà thôi. Tuy nhiên những lời bà Lee nói Seo Ah căn bản nghe không lọt tai. Nhìn thấy trong cuộc họp Cha Eun và bà Lee bàn luận rất sôi nổi, lòng đố kỵ trong lòng Seo Ah lập tức lại trào dâng. Sau khi tan họp cô ta đã vội vàng đến tìm Cha Eun. Hơn nữa còn yêu cầu Cha Eun trong 2 ngày phải viết xong báo cáo bằng tay với hơn 20.000 chữ. Sau đó kêu thư ký đem một đống tài liệu đưa cho Cha Eun. Bà Lee đi qua đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Nhìn thấy Seo Ah nở nụ cười nói chuyện với Cha Eun, bà tưởng rằng con gái mình độ lượng không tính toán chuyện xưa. Cứ đợi đấy bạn của tôi. Sau khi ra đòn phủ đầu Cha Eun trước, Seo Ah liền đắc ý rời đi. Tuy nhiên cô ta không ngờ rằng mình đã cho bà Lee và Cha Eun thời gian ở riêng với nhau. Sau khi nhìn thấy Cha Eun tăng ca đến nửa đêm, bà Lee không kìm nén được mà đi đến trước mặt cô. Bà còn đem tất cả kinh nghiệm của mình truyền đạt lại cho Cha Eun. Cha Eun cũng nhìn thấy miếng băng cá nhân sắp bị rơi trên ngón tay bị thương của bà. Thế là cô đã cẩn thận dán lại cho bà. Nhìn dáng vẻ tỉ mỉ chu đáo của Cha Eun, bà liền nhớ lại chuyện bắt nạt Seo Ah năm đó. Có thật là cô ấy đã bắt nạt Seo Ah không? Có thể là do quan hệ máu mủ nên bà Lee luôn cảm thấy Cha Eun rất thân thiết và quen thuộc. Hơn nữa cũng rất thích gần gũi với cô. Sau khi biết được Cha Eun sau khi tan làm còn phải đi công trường làm thêm, đã càng khiến bà Lee có thiện cảm với cô. Về đến nhà, bà nhìn lại miếng băng cá nhân trên ngón tay. Hình ảnh ân cần của Cha Eun cứ luôn xuất hiện trong đầu bà. Tuy nhiên Seo Ah lại không hề hay biết gì về chuyện xảy ra tối hôm nay. Sau khi nhìn thấy bà Lee đã thay miếng băng cá nhân của mình, người luôn sợ không được mẹ nuôi cưng chiều như cô muốn thay cho bà cái mới. Không ngờ lúc cô đang tìm băng cá nhân thì bà Lee đã đi mất. Càng rắc rối hơn là người đàn ông mà Seo Ah thích từ nhỏ bây giờ lại ở cùng với Cha Eun. Nhìn thấy Cha Eun sau khi tan làm mà vẫn đến công trường quét sơn, không biết từ bao giờ cô gái cần cù chăm chỉ trước mặt này đã dần dần đi vào trái tim Chae-hee. Sau khi tan làm lúc anh đang đưa Cha Eun về nhà, cô đã dần ngủ say sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chae-hee vừa lái xe vừa đỡ đầu của cô, anh sợ rằng không cẩn thận sẽ khiến cô thức dậy. Bên này Seo Ah mãi không ngủ được nên đã gọi điện cho Chae-hee, nhưng gọi mãi vẫn không có người nghe máy. Tập phim hôm nay đến đây thôi. Các bạn hãy ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé.